Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ lông TV trong phần chơi Minecraft Hexit Enhanced Edition Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng nhìn lại những gì mình đã làm được trong phần chơi này Rồi và đầu tiên chúng ta đang ở ngay đây thì nói luôn đi ha Đây là Chocobo Farm Thì Chocobo trong phần chơi này á, là mình cũng bắt về Mình nuôi, mình like Và có một số bé thì chỉ số được cải thiện Một số bé thì chỉ số nó lại đi xuống Vui lắm nhưng mà cái chỉ số nó cải thiện không có được tốt Nó lên chậm lắm mà nó rớt thì nhiều Và có một cái nữa chúng ta tìm hiểu á đó, đó là cái việc mà like ra những cái dạng màu khác của Chocobo á Thì có vẻ như là nó chưa có được cập nhật hay sao á Nên cái việc đó kiếm rất là khó Giống như mấy em này nè Cái tỷ lệ mà để like ra được á Không biết là có hay không ha Nhưng mà rất là khó luôn rồi và ta phải kiếm cái lớp gizzo này mới được cái này thì mới có thể like hai bé Chocobo gà trứng Mấy bé đà điểu Là đà điểu chứ gì đâu Cho nên mình sẽ phải cần có thêm watering can Tưới, 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 tưới Lớn thiệt nhanh và thu hoạch Quá đã Lớn thiệt nhanh này thấy không Lớn quá chừng lớn luôn xong thu hoạch cái này thì hiện tại có Unbreaking và Mending Thì phần chơi này là Hexit cho nên không thể nào mà thiếu được những bộ áo giáp của Hexxit. Ví dụ như là bộ này, đây, đây là bộ Thief Armor. Kiếm toàn bộ bốn món này cũng phê lắm á. Một món nữa mình đang bận trên người, cường quá tới nóc, đã luôn, đã lắm. Và ta còn một cây so cấp độ Netherite nữa, nhưng mà phải kiếm thêm Netherite hơi nhiều. Thì sát thương nó cũng lên có chút xíu à? Cái này là từ 12 lên 15 là được một tim rưỡi. Không cần cũng được nữa, không sao hết. Khi mình đã cường quá xong xuôi ở đây là chúng ta không cần bên đó luôn. Thoải mái. Này là cường quá tới nóc luôn nè. Sharp nợt, lit vớp, bao gì này nọ. Và bộ giáp scale này cũng vậy. Giáp scale này sẽ cho ba thứ. Strain, Resistance, Fire, Resistance. Còn cái Night Vision này là nhờ vào những cái bao bộ cái phần bao bồ này đi tìm cũng mệt mỏi luôn á Kiếm cũng rất là căng Và cái này Mỗi một bón nó sẽ có những cường hóa Nhất là Enlightenment Để chúng ta được khai sáng <laughs> Làm gì được khai sáng Vừa có Insight vừa có Enlightenment Và như vậy là ta có thể thoải mái Kiếm kinh nghiệm Rồi và bên dưới chân mình Là cái center Để chúng ta tách cường hóa đúng nghĩa Tách luôn á tách đưa vô cuốn sách nó sẽ tốn cấp độ và chỉ có một cái nó không có đúng với tinh thần của phần chơi xích này thôi là cái hình trên tinh này hình trên tinh này á, là các bạn bỏ vô bỏ một món đồ vô rồi cường quá nhưng mà cái món đồ đó nó không có được chọn cường quá đúng là nó phải được chọn cường quá luôn á có đồ gì chơi người ta đây này coi Nà, nó chỉ có thể coi được giống như vanilla cái khác là chúng ta có thể rút lên đổi liền cứ mỗi một lần bỏ vô nó sẽ khác nó không có giống như vậy thôi à. đơn giản ha cây này ba thắt đa mét luôn cũng 13 nếu mà ba thắt speed chứ lộn nếu mà đổi cây này sang cái này á là mình có thể one shot tất cả các loại skeleton và sử dụng sát thương đó cho những con khác cũng rất là tốt ở đây thì ngoài ra là có thêm một bộ áo giáp rất là đẹp của Ignis nữa. Một con boss của bang mod Catalysm. Thì cái này chúng ta kiếm được trọn bộ. Đây là cây kiếm của Hexix nè, Scalea nè. Nhưng mà cây này sát thương hơi yếu, chỉ có một Cây có 9.5 thôi. Sau đánh 1.3. Giờ gắn lên làm đẹp. Bên đây là cái cây kiếm Incinerator. Bảo đẹp luôn, Incinerator luôn. quá dữ. Và đây chúng ta sẽ có được uh, Iron Farm và dạ, thời điểm ban đầu. À, thì phần chơi này nó có easy về chơi nữa để chúng ta đi kiếm cường hóa cho dễ á. Lúc thời điểm ban đầu nhưng mà Emerald cũng phê phê luôn á. Ở à, đây là mình đang có một vài cái mob cage để mình đi uh, farm con này con kia, ví dụ như farm con uh, Minotaur nó sẽ cho ra Minotaur mip nè. Nhưng mà chủ yếu chúng ta kiếm Maze, Map Focus. Ở à, bên đây chúng ta sẽ kiếm Weather Skeleton Skull. Ở chỗ này là gas Kaminai Mấy cái này nếu cần thiết làm cái gì đó thì mình vẫn có luôn Kaminai đây Ở bên đây bên đây là evoker Evoker cho totem với lại emro Gas tear Và cũng chủ yếu là kiếm kênh powder nữa Để làm cái phần rocket này nè Chúng ta bay tới bay lui Choker cơ cũng không làm gì cơ chỉ dành để làm nâng cấp với làm choker shell thôi cấp này nè nếu cần con nào có xét đánh thì có xét đánh rồi và bên đây bên đây thì có thêm magic map focus từ cái con giấy cuốn sách đó, của bên twilight hydro của twilight trước đó thì cũng có bỏ con lít trong này đây và bên đây là phantom kiếm phantom membrane thì trước đó mình farm uh, ice queen nữ hoàng băng giá để kiếm những cái cung và mình đang xài sicker Cung này là tự động bắn cái mũi tên nó sẽ bay vô trúng mục tiêu luôn Ở đây chúng ta đang xài là mending chứ không có xài infinity ha Cho nên chúng ta cũng có chỗ để gắn cái quiver vờ nè Có quiver xong là có luôn cả cây mũi tên gắn trong này Và đây là những cái bao bồ đang xài Cái bao bồ này Lúc đầu kiếm không có mà lúc sau kiếm thì nhiều vui lắm Rồi mình có được cái long phone boot nữa Chúng ta té xuống không bị sát thương rồi sử dụng cái uh, grappling hook để chúng ta leo chèo cho nó dễ trong thời gian mà chưa có eliter á rồi có eliter rồi thì sao thì chơi thẳng một cái eliter tinh cơ unbreakable để lên được unbreakable cũng là một vấn đề luôn nha không có đơn giản đâu gom xong unbreakable xong là phê luôn á còn trong nhà này thì cũng chỉ có một vài thứ bình thường thôi không có gì gây gớm hết ta có cái golem nè Lấy xuống. Vẫn còn thêm mấy món này. Toilet bỏ ở đây. Còn có cái nón. Đồ Netherite. Này farm từ mấy con zombie. Và bên đây. Nether Star shack Đang farm with the boss á. Này còn farm Ender Dragon nữa. Nhưng mà Ender Dragon thì không cần. Cho nên không cần farm cũng được. Và bên đây là chỗ để uh, sản sinh dân làng. Chúng ta có chỗ trầm trọt này nọ. Và các ông dân làng khác nhau. <laughs> Đang nằm trong. Hỏa chậm luôn Lich. mấy cái cường quá thôi cường quá nói chung là cái nào mình sử dụng cũng cường quá tới nóc hết trơn hết đó. kể cả cái khiên này cũng cường quá được thì cường quá tới nóc hết luôn ngoài đây thì chúng ta trưng bày mấy cái đồ của bên Twilight bên đây cũng vậy rồi ra ngoài kia ra ngoài kia phải đổi cái này đi để đi cho nó thoải mái chúng ta có Twilight Forest thì Twilight Forest này mặc dù cũng có một vài cập nhật về hình ảnh nhưng mà nó cũng không có gì thay đổi lắm ở cái phần cuối cùng này vẫn chưa có được hoàn thành vẫn đi theo cái hướng thông thường luôn nghĩa là đi từng bước từng nguồn bước mở ra khu vực mới cái mới, mới đi tới khu cuối cùng cách đó thì các bạn coi lại trong những tập trước ta quay về rồi và trong phần chơi này thì chúng ta cũng có đi khám phá Dn là nhiều thì em cũng có nhiều qua Enderman Farm chẳng hạn Enderman Farm này là cái mệt nhất luôn nè à. Bởi vì Enderman nhảy ra được Và Enderman nó có nhiều loại giọt khác nhau nữa Thành ra mình phải à, Vô mình xử cái phần nước ở phía trên Để ngăn cản Enderman Mà có nhiều lúc nó còn quất bất con Endermite của mình nữa Thành ra mình lại phải đi kiếm con Endermite khác tắp vô Đó lại là một công chuyện vậy nó có phản đàm hả à. Ờ à, giờ chúng ta cứ chém chém là có một đống thôi sách thì cũng thoải mái yêu thích nè không ở đây quá chừng luôn ở đây thì mình không để thùng nhiều tại vì mình sẽ dọn bỏ bớt cho nên chúng ta không cần để thùng nhiều đâu kinh nghiệm thì bây giờ thoải mái à. không có vấn đề gì hết ruin citadel chỗ này để đánh mấy con boss của catalyzum nè à. bot golem á à, vô đánh Ừ, cũng có nói chung là nhiều chỗ ở đây đã đi khám phá hết rồi luôn ghê lắm và quay về đây hòn đảo chính enderman ở đây là nó có chơi hội đồng nữa nha có đập cái cục khoáng sản nó chơi hội đồng ghê lắm không có vũ khí mạnh mẽ là nó tiễn lên đường luôn á rồi tao quay về rồi, và ngoài ra chúng ta cũng còn có một vài chỗ khác như là đi vô những cái tòa tháp những cái tòa thành ví dụ như cái tòa thành ở đây đây nè ở thành ở đây là tòa thành chỗ mà mình đang uh, farm cái phần uh, áo giáp netherite. Đi hơi xa. Áo giáp netherite. Overworld castle đây. Zombie bận áo giáp netherite. Chúng ta khỏi đi kiếm netherite luôn. Tại vì có một số công thức cần nâng cấp thôi. Chỉ cần có áo giáp hoặc là đồ netherite là quất lên được thôi. Nên nó cũng rất là sung sướng. Rồi ngoài ra nữa chúng ta cũng có battle tower. Cái to thơ đã đánh rồi thì bây giờ nó chỉ còn có cái móng không à Nó sập hết trơn rồi Đánh xong thì còn cái móng đúng rồi Nằm xuống ngủ một giấc Thì phần chế này là nó không có cái chocolate quest lịch quest là chưa có được cập nhật lên phiên bản mới Cho nên chúng ta không có Đây là chỗ end portal Cũng đi khám phá rất là nhiều thì mới tìm được Cũng khá căng thẳng á À, và như vậy là mình đã đi một dòng Tất cả những gì mình làm được Trong phần chơi Minecraft Hexit hand Edition Cũng như là những nơi chúng ta đã Thực hiện uh, Việc uh, farm này nọ Nói chung là đã làm hết những gì có thể làm Trong phần chơi này Và hy vọng là Hexit sẽ được Tiếp tục cập nhật lên những phiên bản mới hơn Như là phiên bản 1.20 hay 1.21 chẳng hạn Còn bây giờ mình sẽ kết thúc Chương trình ngày hôm ta đây Và chính thức kết thúc phần chơi Minecraft Exit in Hand Edition này tại đây luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những phần chơi khác. Bye bye.